Tôm ơi, tay của Tôm làm gì cứ đi lang thang sang kia tối thế? Tôm ơi, để con kiểm tra con này. Khánh Nhi ơi, làm gì đấy? Khang đã ăn hết một nửa rồi à? Ăn nửa thứ hai à? À, Viên Nhi cũng thế à? Viên Nhi ăn thêm nhá. Trời ơi. Khang cắn đi, cắn miếng bé bé thôi nha, nghẹn cổ nha. Miếng bé bé thôi con, trời ơi. Trời ơi, miếng chuối to như thế không là gì với Khang sao đã mất rồi. Khang ơi là Khang, Khang làm cô buồn cười quá. Khang ăn đi. Trời. Ngập miệng luôn. Trời ơi. Trời nuốt luôn. Chị hướng ngay chị vào đây mà xem để bạn ấy ăn miếng to cực. Khang ăn đi. Sắp hết rồi, Khang rất là giỏi. Rồi, vâng ạ. Rồi, Khang ăn nốt đi. Phong ăn khôn nguyên cẩn thận, con nhà bạn sẽ nghẹn đấy con ạ. Trời ơi, đã hết miếng chuối rồi. Con hết miếng chuối rồi là mồm. Vâng ạ, Khang đã ăn hết một quả chuối. Hello. Vâng ạ, à, đưa mình ăn đi ạ. À, Khang, empty. I finish. Khang. Khang. Vây tay chào em. Nhưng mà ngó ra đây làm gì có. Bên này mới thấy nè. Ừ. Ừ.